Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp về các đặc điểm tiếp theo ở trong lập trình hướng đối tượng. Thì trong bài hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về các ví dụ liên quan đến việc kiểm soát quyền truy cập đến các cái thành phần của lớp ở trong Java. Thì chúng ta biết ấy, lập trình hướng đối tượng là một phương pháp lập trình mà rất là phổ biến hiện nay. Hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều sử dụng và cài đặt cái phương pháp này. Thì phương pháp lập trình hướng đối tượng là một cái phương pháp để xây dựng các cái chương trình. Trong đó là chúng ta sẽ xây dựng chương trình dựa trên các cái đối tượng và những đối tượng này có mối quan hệ với nhau. Và trong phương pháp hướng đối tượng thì một trong những cái điểm rất là ưu việt của nó là nó cho phép chúng ta có thể kiểm soát việc truy cập đến các thành phần của lớp. Vì chúng ta biết là để mà mô tả về những đối tượng cùng loại thì chúng ta sẽ rất cần thiết phải định nghĩa nên các lớp. Lớp, chúng ta nhắc lại bài hôm trước, lớp là một cái khuôn mẫu, một cái bản thiết kế, một mô hình lý thuyết để mà mô tả về các đối tượng cùng loại. Lớp chính là kiểu dữ liệu, còn đối tượng là các thể hiện cụ thể được tạo ra từ lớp. Đối tượng chính là các cái biến được khởi tạo ra từ các lớp này. Thì đối với phương pháp hướng đối tượng ấy, thì chúng ta có thể là kiểm soát để cho phép người dùng có thể truy cập đến các thành phần của lớp. Thì đây là một cái điểm mạnh hơn rất nhiều so với phương pháp hướng cấu trúc. Bởi lẽ trong phương pháp lập trình hướng cấu trúc ấy, thì chúng ta không thể kiểm soát được cái việc truy cập đến các hàm. Còn trong hướng đối tượng thì chúng ta có thể sử dụng các cái bổ từ truy cập. Ở trong Java thì chúng ta gọi nó là các bổ từ truy cập. Đây là những từ khóa để thiết lập các cái phạm vi truy cập đến các thành phần của lớp. Thì trước kia thì người ta dùng một cái thuật ngữ gọi là Access Modifier để mà thể hiện các cái bổ từ truy cập này. Tuy nhiên thì trong những năm gần đây thì ở trong Java người ta đã chuyển sang sử dụng các cái từ là Access Specifier. Ở đây là những cái từ đặc biệt dùng để thiết lập mức truy cập đến các cái thành phần của lớp. Còn những cái từ khóa khác ấy, thì còn được gọi là Modifier. Ví dụ như là Object, Final, Volatile, vân vân. Thì đó là những cái bổ từ. Thì ở trong Java sẽ có là ba cái từ khóa để thể hiện cái phạm vi truy cập đến các thành phần của lớp, đó là Public, Protected và Private. Tuy nhiên thì mặc dù có ba từ khóa này, nội dung chi tiết thì mình sẽ giải thích chi tiết cho các bạn trong từng ví dụ riêng. Nhưng trong Java thì ngoài ba cái từ khóa này ra thì còn một mức truy cập nữa, đó là mức truy cập mặc định hay còn gọi là default. Tuy nhiên chúng ta chú ý rằng là default ấy là chỉ sử dụng trong cái ý nghĩa khi mà chúng ta không khai báo một từ khóa nào. Đúng không ạ? Ý nghĩa của default này khác với ý nghĩa của default ở trong cấu trúc suýt cây. Thế thì chúng ta sẽ cùng nhau lần lượt đi tìm hiểu về ý nghĩa của từng cái bổ từ truy cập này ở trong Java. Chúng ta sẽ bắt đầu với việc là giới thiệu về mức truy cập default. Thì ở đây chúng ta sẽ định nghĩa ra một lớp. Chúng ta sẽ đặt tên nó là Logger. Tên thì do chúng ta tự định nghĩa thôi. Tuy nhiên thì ở đây thì chúng ta sẽ định nghĩa ra một cái lớp là Logger. Và trong lớp này thì tôi có một cái phương thức có kiểu void. Trong phương thức này tên của nó là MySheet. Thì chỉ đơn giản là tôi in ra một cái chuỗi. Đây là một dòng chữ. Các bạn có thể in ra một chuỗi bất kỳ. Đó. Thì chúng ta để ý ở đây là một lớp có tên là Logger. Trong lớp này tôi cung cấp ra một cái hành vi là MySheet. Hành vi này được cài đặt thông qua một cái phương thức có tên là MySheet. Và phương thức này thì tôi không khai báo một cái từ gì cả. Đấy, và như vậy là mặc định cái
Phương thức này sẽ có mức truy cập là default. Mức truy cập default là mức truy cập xảy ra khi mà tất cả những cái lớp khác trong cùng một gói, tức là cùng package đều có thể truy cập được. Có nghĩa là tất cả những cái lớp mà trong cùng một gói với cái lớp blogger này là có thể gọi được. Truy cập ở đây chúng ta hiểu đó chính là quá trình chúng ta gọi đến cái hành vi này, đúng không ạ? Thì đấy là cái blogger. Chúng ta tìm hiểu, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp một thứ hai, lớp thứ hai đấy, về từ khóa là private. Ở đây chúng ta sẽ định nghĩa ra một lớp có tên là data. Thế thì private nghĩa là gì ạ? Private dịch ra nghĩa là riêng tư. Bổ từ truy cập private này có nghĩa là chúng ta có thể là gì ạ? Dùng để khai báo mức truy cập của các thành phần là riêng tư, tức là ở trong nội bộ của lớp. Những thành phần nào được khai báo là private thì chỉ truy cập được ở trong nội bộ của lớp, và tất cả những lớp bên ngoài đều không truy cập được. Thì đây cũng là một cái đặc tính chúng ta hình dung, nó cài đặt cái tính năng đó là tính đóng gói dữ liệu data encapsulation chúng ta đã tìm hiểu trong bài trước đây. Thì ở đây chúng ta sẽ khai báo một trong lớp data này, chúng ta sẽ khai báo một cái biến có tên là name thuộc kiểu string. Và chúng ta để ý thấy là ở đây tôi đã khai báo thêm một cái từ khóa đó là private, đúng không ạ? Và có một cái chú ý là thông thường ấy là ở trong lập trình của đối tượng, để đảm bảo tính là đóng gói dữ liệu thì các thuộc tính của lớp thông thường sẽ là private, người ta sẽ không cho phép truy cập đến các thuộc tính của lớp một cách trực tiếp, mà người ta sẽ cho phép truy cập đến thông qua là các cái cặp phương thức. Cặp phương thức này còn được gọi là các cặp set, setter và getter. Tuy nhiên thì mình cũng phải nói thêm ở đây là về các cái ngôn ngữ, các cái công nghệ này thì nó rất là nhiều. Tuy nhiên thì các bạn muốn thành thạo được và thực sự mà hiểu sâu được thì các bạn phải lập trình, phải thực hành rất nhiều. Bởi lẽ những khái niệm này chỉ có thể nắm bắt được và nhớ lâu được khi mà các bạn trải qua quá trình thực hành, trải qua quá trình mà các bạn bị lỗi và các bạn sửa lỗi thì các bạn mới nhớ được. Còn nếu mà các bạn chỉ nghe không, chỉ nghe người khác nói lại thì sẽ không thể nhớ được và không 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 nhớ được lâu, và cũng như không hiểu được một cách sâu sắc, đúng không ạ? Có thể lúc đi làm các bạn chưa hiểu hết, các bạn vẫn có thể làm được. Tuy nhiên thì để mà nắm bắt được thì các bạn phải thực hành, phải trải qua quá trình lập trình, phải qua những đau đớn khi mà các bạn bị lỗi. Giống như trong tình yêu cũng vậy, đau thì mới nhớ lâu được. Lập trình cũng thế, phải đau, phải bị lỗi nhiều thì các bạn mới giỏi được, đúng không? Thì chúng ta sẽ viết cái thuộc tính name này là private, có nghĩa là chỉ truy cập được ở trong nội bộ của lớp data thôi. Còn nếu mà chúng ta muốn truy cập đến thuộc tính name này ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng các cặp set get. Thì để chèn set get vào trong admin ấy, thì một là các bạn tự viết, hai là các bạn có thể làm insert code đó, và như vậy là admin sẽ sinh, chúng ta tự sinh set get ra rất nhanh, đúng không? Chúng ta dùng thì nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Và tiếp theo ấy là chúng ta cung cấp một cái phương thức main. Ở đây mình sẽ tự viết phương thức main cho các bạn này. Public static void main string. Chú ý rằng cái tham số string arg này nó là một cái tham số mà để chúng ta truyền giá trị vào, tên là gì cũng được, không quan trọng, các bạn đặt bất cứ một cái gì cũng được. Sau đó chúng ta khởi tạo đối tượng của lớp data. Đó, và các bạn thiết lập d.setName. Đó, các bạn thấy chúng ta sẽ truy cập đến các thuộc tính của lớp thông qua set và get. Và thông thường cái set get này sẽ là public, tức là trong lập trình của đối tượng này là sẽ không cho phép truy cập đến các thuộc tính của lớp, mà truy cập thông qua cái giao diện của lớp đó. Giao diện lớp được hiểu nó là các cái phương thức
của lớp, đúng không ạ? Chúng ta thiết lập, ví dụ như ở đây chúng ta chọn NIT này, ICT này, Hà Nội. Đó. Sau đó chúng ta in ra nhé. Chúng ta in ra. Đó. Như vậy là chúng ta thấy là ở đây chúng ta đã khởi tạo đối tượng của lớp D, lớp data có tên là D. Chúng ta thiết lập cái giá trị của thuộc tính name và chúng ta in ra. Đúng không ạ? Và sau đó chúng ta chạy chương trình, chúng ta có thể nhìn thấy là chương trình đã in ra một cái dòng chữ đó là NIT ICT Hà Nội. Thì đấy là cái nội dung của cái chương trình này, đúng không ạ? Như vậy chúng ta có thể thấy là chúng ta đã gọi đến cái truy cập đến một thuộc tính của lớp thông qua các cái phương thức. Thế tuy nhiên thì nếu mà giả sử các bạn gõ là d này chấm name bằng ví dụ như tôi gọi là thầy Tony đây, tôi sẽ viết ra một cái chương trình khác. Ở đây thì sẽ tạo một chương trình khác nữa. Tôi cũng sẽ khởi tạo đối tượng của lớp data. D.name. Chúng ta để ý thấy là khi mà tôi D.name chương trình không in ra một cái dòng gì cả. Tôi thử gắn thầy Tony. Chương trình lập tức sẽ báo lỗi. Và lỗi ở đây sẽ in ra là gì ạ? Name has private access in data. Có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là cái thuộc tính name này ấy, là mức truy cập của nó là riêng tư và tất cả những lớp khác không truy cập được. Đúng không? Ở đây tôi đang đứng từ lớp new main, tôi truy cập đến cái thuộc tính name của lớp data. Thì như vậy là chúng ta đã tìm hiểu về là ý nghĩa của từ khóa bộ từ truy cập private ở trong Java và hai cái mức truy cập đó là default và private ở trong Java. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn, chúc các bạn học tốt.